lộ hình bốn camera tròn giống với Lumia 1020. Hình ảnh quảng cáo vừa được đăng tải trên mạng xã hội của Trung Quốc là Weibo. Mặc dù thiết kế toàn bộ thân máy của Mate 30 Pro không lộ diện, nhưng người xem vẫn có thể có một cái hình cơ bản về thiết kế chung của máy sẽ như thế nào. Phần notch của máy có thiết kế khá nhỏ ở ngay chính giữa màn hình cạnh trên của máy và được cho là sẽ chứa cảm biến nhận diện khuôn mặt 3D giống như trên Mate 20 Pro. Ở mặt sau máy, hình ảnh dò dỉ cho thấy Mate 30 Pro có bốn camera khủng. Hiện tại các thông số chi tiết về những cảm biến camera này còn là điều bí mật. Nhưng với sự kết hợp với đối tác của Leica thì thế hệ smartphone mới của Huawei cũng sẽ gây ấn tượng với người tiêu dùng. Theo thông tin dò dỉ trên Weibo, Mate 30 Pro sẽ được trang bị bộ vi xử lý Kirin 990, 4 camera cực kỳ nhạy sáng, và có khả năng sạc pin 55W nhanh gấp đôi. Mate 30 và Mate 30 Pro dự kiến sẽ được ra mắt vào ngày 19 tháng 9 tới. Nếu thông tin này chính xác thì chúng ta sẽ không phải chờ đợi quá lâu để trải nghiệm sản phẩm mới nhất này.